Rồi chào mấy anh em ha. Thì hôm nay thì hôm nay thứ bảy thì anh em đi bảy thì có kết quả gì không? Mưa gió quá, dịch cúm. Nhà đang bán hàng cho mấy anh em ha. Thì đây là một số cái mặt hàng mà để đi bảy, anh em đi bảy ha. Để đi bảy chơi bảy quất với bảy bìm biệp anh em, bảy quất bảy bìm biệp. Thì mặt hàng này anh em đi bảy mùa giả đó anh em, bảy mùa giả ha, bảy mùa giả. Đó. Mình thì bên mình là chuyên cấp phụ kiện đi bảy anh em, cái gì cũng có, cũng rất là nhiều thứ nên anh em có nhu cầu thì anh em cứ alo ha. Mặt hàng này cũng có đầy đủ ha. Thì xin giới thiệu với mấy anh em đây là con bìm biệp giả nha. Đây cái bìm biệp giả, nó nhồi keo. Thì bên mình bán bìm biệp qua giả với quất giả, anh em có được cân cái, anh em mua cái này chơi là đỡ cái là anh em khỏi cho ăn anh em. Mấy con này là mình không cho ăn là mấy năm trời nó cũng không sao vậy á. Đó, khỏi cần cho ăn, cho bọng gì hết. Bỏ vô cốp xe hoặc là bỏ ở đâu là bỏ vô cái túi là đem nè, tới là đem ra quất thôi. Nghe kêu mở lo kêu rồi đem ra quất. Liền đó. Thì mình bán hàng thì nói chung là mình hồi đó giờ bán hàng thì mình sẽ nói giá hết tất cả các mặt hàng. Nên em xem gắng xem hết clip để nghe các giá sản phẩm bên mình nói ha, bán ha, thì mình nói cái rõ ràng để anh em thuận tiện cho việc mua bán, cho việc giao dịch. Ví dụ như anh em có thích thì anh em mua ha. Rồi ở đây là cái mẹt. Đó, thì bây giờ mình bẫy cái này chỉ có nó có mấy cái loại. Nó có cái mẹt ha. Cái mẹt này thì bảy bìm biệp anh em, cái mẹt thì bên này thì bảy bìm biệp thôi. Bảy quất thì nó hơi nhát ha, bảy bìm biệp cũng được nhưng mà nó hơi nhát. Hoặc là cái dòng này thì dòng dây nha anh em, cái dây mình căng ra thì nó có thòng xuống 20 dòng, thòng nữa nè. Thì cái này là bảy quất bìm biệp ok luôn nha, nhất là bảy quất là dính 2-3 con là bình thường ha. Rồi rồi thêm cái giò. Cái giò hoặc là cái giò này anh cắm ha, cắm bảy quất bảy bìm biệp gì cũng được. Thì cái giò này một bộ là 20 chân nha, bộ này 20 chân thì mình cắm hoành xung quanh con bìm biệp với quất giả, mình mở loa để cho nó lại đó. Thì mình cũng nói giá đây, cái con quất này thì 180.000 anh em, còn con bìm biệp là 190.000, tại vì con bìm biệp nó đuôi dài hơn con quất, nó mắc hơn 10.000 ha. Rồi. Cái mẹt này thì 250 anh em đó. Còn cái giò nữa thì một bộ là 100.000 anh em, một bộ 100.000 đó, bộ 100.000. Thấy sợ hả con? Còn cái này cái ấy này là cũng 100.000, dây thòng này cũng 100.000 anh em đó, chưa bao gồm tiền viện phí vận chuyển. Thì tất cả mắc món này tiền phí vận chuyển là 26.000 anh em, 26.000 là fix giá cho anh em là tất cả trên mọi miền đất nước luôn. Anh em có nhu cầu thì cứ alo đó, là 26.000 mình sẽ, ví dụ anh em mua một món, hai món, ba món gì nó cũng 26.000 hết trơn ha. Đó đó, thì nói lại đây, con quất này là 180, miền biệt là 190, còn cái mẹt là 250, còn bôi giò với cái thòng này đó, mỗi thứ là một cái là 100.000 đó. Rồi anh em có nhu cầu cái nào thì cứ alo mình ha. Cách thức đặt hàng thì alo trực tiếp cho mình hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại này, tại vì số điện thoại mình sẽ để với tiêu đề trên màn hình đó, tiêu đề của bài viết. Nhưng mà nhiều khi anh em Zalo nhiều khi nó đầy thì anh em cứ nhắn tin qua thôi nha, đừng có ấy, khoan hả, kết bạn nhiều khi nó đầy đó, khó kết bạn rồi. Hoặc là điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin qua số điện thoại này cũng được. Có địa chỉ mình sẽ giao hàng tới nơi cho anh em tới nơi anh em xem hàng rồi nhận hàng rồi thanh toán tiền thôi ha, không phải tận cọc cước trước gì hết. Ở tỉnh nào thì mình cũng giao được cho nghe anh em cứ an tâm ha. Đó thì chúc anh em bắt được nhiều chim, thứ nhất là bắt được nhiều bổi, nhất là cũng dịp kinh tế gia đình, thứ hai nữa cũng là để nhậu nhẹt rồi chơi bời được ha. Rồi cảm ơn mày.